Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Chi Tôn, An Giang. Thì mình cũng vô tình đi ngang qua đây các bạn. Thì mình thấy ông chú ông xây sắt dừa với cái máy, mình thấy nó là lạ nên mình quay mình chia sẻ cho các bạn cùng xem. Thì trước tiên đi vào hoạt động thì mình cũng sẽ review sơ sơ để cho các bạn xem trên kênh được biết ha. Thì cái máy này là cái máy đê, cái đê máy gì chú? Với chú sẽ cái máy D30 và chú sẽ truyền xuống đây cái dây cogo để hoạt động được cái hệ thống xây ở phía sau, xây sắt dừa ra thành bã như thế này các bạn, là để chờ bán trồng cây kiểng được các loại các bạn. Thì chú cũng đang bắt cái bình vô, thì những trái dừa mà chú cũng đã gom lại để thành đống như thế này, để một tí nữa sẽ bỏ lên cái cối ở phía trên như thế này nè các bạn, rồi sẽ xây ra những cái bã như thế này ha. Thì đây là cái họng cho ga nè các bạn, nó cũng không có khác gì so với cái máy mà xúc lúa các bạn, nhưng mà nó khác có cái là máy này là nó xây sắt dừa các bạn. Thì ông chú ông tận dụng những cái trái dừa mà bỏ đi nè, đây bỏ đi ha, để mà xây ha. Thì xây như vậy là bán bao các bạn. Đấy, bao nãy là chú nói là một bao vậy là 20 hay là 30 gì đó, mình quên là tùy theo bao hay sao á. Bao lớn đó, cái bao đó rồi ngang 6 tấc, dài. Thì mình bán theo bao á chú, bao bự bao nhỏ hả? Bao đó là 60 ngàn. Bao xanh nè. Bao xanh thì cái bao vô bao bự như thế này các bạn là bao 60. Còn bao nhỏ hơn nữa thì là nó 100, 101 lít. À, tùy theo bao hay bao lớn bao nhỏ ha, bán đi như vậy để người ta mua về người ta trồng cây kiểng đâu, cây hoa màu đâu các loại đó các bạn. Thì đây chú cũng đang lấy cái bình ra để mà hoạt động. Thì một tí nữa đây. Cái này để xây nó hai cửa, cửa này nó ra bột á thì để nhân giống. Ương giống lúa trong cây. Ủa vậy là cái này nó hai loại luôn hả chú? Còn cái đó đó thì để lót trại chăn nuôi. À như vậy là cái này là mình xây, giờ hiện tại mình đang xây là cái này để lót cái trại chăn nuôi ha. Dạ. Còn cái này là mình cái cửa này là để giống ha. Vậy là nó sẽ có hai cửa để cho ra những cái xác bắp khác nhau các bạn. Thì cái cửa bên đây á, thì nó sẽ cho ra cái bã như thế này là để người ta mua về người ta lót chuồng này kia các bạn. Còn bên đây thì nó sẽ cho ra thành bã để mà trồng cây luôn ha. Rồi đây chú cũng đang quá. Bây giờ chú sẽ bỏ những trái dừa vô ha.
và chú sẽ lượm từng cái bỏ lên phía trên đó các bạn. Nó sẽ cho ra hai loại các bạn, bên kia là loại thành còn sợi, còn bên đây là nó sẽ cho ra nhuyễn luôn các bạn. Cái máy này nó hoạt động là chỉ có hai người thôi, chú thì lụm dừa bỏ lên đó các bạn, còn cô thì hốt những cái bã dâm này nè. Thì cái bã dâm này các bạn, người ta sẽ về người ta trồng kiển rồi hoa màu các loại đó các bạn, để mà nó tốt hơn á. Còn bên đây đó là để người ta dùng cho trang trại á. Quá máy nó nặng lắm các bạn.
dừa vô cho chú để mà gần đó các bạn, bỏ vô trong máy ăn ha. Các bạn xem video thấy hay thì đăng ký kênh nha, để mình ra nhiều cái video hay hơn để gửi đến cho các bạn và mọi người xem ha. Hiện tại thì hoạt động thì cần là phải có 3 người nha các bạn. Chú thì sẽ bỏ vô cho ăn, cô thì hứng là để vô bao đây, còn có một cô bên kia nữa là để cào những cái dầm bả bỏ đi nha các bạn, để sang một bên ha. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn á. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo á.